chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Hóng Vlog và mình là Văn Hóng Lazada. Và hôm nay chúng ta tiếp tục quay trở lại với cái series mở hộp. Và hôm nay chúng ta sẽ mở hộp một cái sản phẩm từ Sendor. Và cái sản phẩm này thì mình mua được trong cái đợt mà sinh nhật của Sendor hồi cuối tháng 5 vừa rồi. Mà hôm nay mới có dịp làm clip mở hộp mà cho anh em xem được. Ok. Chúng ta sẽ đến với cái ống co ống sợi thủy tinh chống cháy của Sendor sẽ như nào. Thì cái bộ này thì nó sẽ là một cái combo gồm có 5 cỡ, tức là cỡ nhỏ nhất là từ 2 phân đến 6 phân. Và mỗi loại sẽ là dài 1 mét. Rồi, và cái giá của nó thì cũng khá là rẻ, là 23.000. 5 cái 1 mét thì là vị trí là nào, 23 chia cho 5 là khoảng có cho 25 đến 5.000 một mét nha. Thì nó đắt hơn dây điện một chút, dây điện như cũng tầm 4.000 một mét rồi. Rồi bây giờ mình thấy một số anh em khi mua các cái sản phẩm, đặc biệt là các ống như là co nhiệt hay là ống sợi thủy tinh này, để có phản làm về cái tiết chất lượng, đó chính là chất lượng chỉ sử dụng được. Tuy nhiên về cái kích thước, về cái độ dài thì nó không đúng lắm, rất nhiều người phản hồi về. Và có thể rất nhiều bạn khi mua cũng sẽ lo lắng là mình có thể là một nạn nhân bị mua thiếu chẳng hạn. Thực ra cái này nó rất là rẻ, không đáng bao nhiêu, nhưng mà nó liên quan đến uy tín chất lượng của shop này, và thứ hai là cái việc mà rất là quan ngại khi mua cái hàng online. Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng kiểm nghiệm về cái ống sợi thủy tinh này nhá. Rồi, trước hết mình sẽ nói qua một chút về cái công dụng của cái ống này là gì. Ví dụ các bạn, cái ống này nó là ống sợi thủy tinh chịu nhiệt. Thì ví dụ như là bạn có một cái sợi dây điện hoặc là dây meso chẳng hạn, cái dây dẫn nhiệt, thì mình bọc cái này thì nó sẽ có tác dụng là nó sẽ không tỏa nhiệt ra ngoài, cái ống này nó sẽ hấp thụ hết tại vì nó là sợi thủy tinh. Để tác dụng nó chỉ mỗi thế thôi. Co nhiệt mà chúng ta nhìn thấy nhiều nhất đó chính là trong lò nướng này, hoặc là trong máy sấy thì có sử dụng rất nhiều cái ống này, hoặc là đặc biệt là trong mỏ hàn xung thì hoặc các mỏ hàn thì nó rất hay có cái dây này nối từ dây nguồn nó đấu lên cái cực hàn ấy, thì nó sẽ sử dụng cái dây này nhá. Nó tác dụng của chính là của cái ống sợi thủy tinh này. Và đây mình sẽ bắt đầu giống cái ống co nhiệt này, mình sẽ làm một bài đo kiểm, chính xác là đo kiểm về cái ống này. Thì nó có 5 loại từ cỡ phi 2 đến phi 6. Bây giờ mình sẽ kiểm tra từ cái ống to nhất này nhá, để xem cái thông số nó như nào và có đúng 1 mét không. Và như mọi lần thì mình sẽ sử dụng cái thước dây này, mình sẽ để sẵn cái chiều dài là 1 mét ở đây để đo kiểm 1 mét này cho bạn nhìn rõ này. Rồi mình sẽ lấy đầu tiên là cái sợi to nhất nha. Thì cái ống này thì nó không hề có thông số gì cả, thế là mình cũng chỉ ước lượng thôi. Ví dụ mình đo xem đây có đúng 5 phân không nhá. Ủa, cái ống này nó tận phải lớn xem nào. Hơn các bạn, cái ống này phải, nó phải là xem nào, 7 phân chứ không phải là ống 5 phân. Đến đây là nó phải là giữa này là thể là 8 phân rồi. Ống này phải là 8 phân đi. Rồi, bây giờ chúng ta hãy đo xem cái chiều dài nó có đúng 1 mét không nha. 1 mét. Đây, mình sẽ đặt một đầu ở dưới này và một đầu mình sẽ đo đấy nha. Như vậy thì là ở cái bài đo đầu tiên thì cái ống dài nhất, ống phi to nhất là khoảng phi 6 đi, thì nó rơi vào khoảng 97cm các bạn nha. 97cm, như vậy là chưa được 1 mét. Như vậy ống đầu tiên có dấu hiệu đã bị thụt rồi, 97. Ơi xài rồi, bây giờ mình sẽ đo tiếp cái ống thứ hai. Ống thứ hai mình sẽ lấy một cái ống to hơn nha. Đây, cái ống này thì nó khá là to, xem nó phi nó bao nhiêu. Thằng này thì nó rơi vào khoảng chờ chút nha, một cái vạch này là 5 phân này, cái này là 7, thì chắc là ống này cỡ là khoảng cỡ phi 5. Rồi, bây giờ mình sẽ đo khoảng cái ống này thì nó cũng không hề có thông số gì nha. Đo luôn, mình sẽ giữ một đầu đằng kia.
Như vậy cái ống này thì nó cũng là 97. 97 các bạn ạ. Giờ mình kéo căng cái này, nó nếu mà kéo căng nữa thì cái đầu kia nó bị thụt. 97. 97, 97. Không hơn được nữa các bạn. Như vậy cái ống phi tiếp theo khoảng là phi 5 thì cũng là 97 cm. Như vậy ở hai cái bài đo đầu tiên thì với cái ống phi 6 và phi 5 thì thực sự là chưa được 1 mét. Thực ra nếu mà 3 phân nó chỉ tầm này thôi, nó chỉ là đốt ngón tay chúng ta khoảng 2 phân đi thì nó chỉ đến tầm này. Như vậy coi như chúng ta hàn mất một đốt. Tức là cái ống co nhiệt này mình sẽ dùng khoảng đoạn dài, nhưng mình không dùng giống như ống sợi thủy tinh này, mình sẽ không dùng như ống co nhiệt, mình sẽ cắt đoạn ngắn mà cái này mình sẽ kỉa dài hơn. Như vậy là cái hai cái đầu tiên này thì nó bị thụt mất khoảng 3 phân. Ôi dài. Chính vì cái điều này đã rất nhiều người phản ánh về, có cái phần comment bình luận trên cái ở phản hồi người mua là shop bán hàng là thiếu kích thước. Rồi. Rồi tiến shop cho bạn xem đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đo đến cái ống thứ hai nha. Ống này thì xem nào. Nó cũng không ghi ra, mình bắt buộc mình phải thêm một bài đo là cái kích thước của nó. Vậy là cái này nó khoảng là 6 đốt này, 6 phân. 6 phân thì chắc là cỡ 4 à cỡ 3. Cái này chia đôi ra. Rồi. Rồi, mình sẽ đo thử nha. Vạch 1 mét đây. Một đầu đường này. Như vậy thì nó dài hơn một chút, từ 98. Như vậy là cái ống này phi 3 này chỉ dài là 98 cm nha. Như vậy vẫn chưa đủ kích thước như yêu cầu là 1 mét. Như vậy ba cái sản phẩm đầu tiên chưa được 1 mét. Cả chán đấy, khá là thất vọng về cái shop này. Dù chỉ là một phân thôi, nhưng mà những khách hàng có tính họ sẽ đo kiểm, ví dụ như mình chẳng hạn. Ok, chúng ta sang hai cái sợi cuối cùng. Đây mình sẽ đo cái sợi này trước, sợi này to hơn, sợi này chắc là 3 phân à. Tại vì thấp nhất ở trên gồm này mình sẽ ghi là phi thấp nhất là đây. Phi thấp nhất là phi 2 này. Thì cái này chắc là ống 3 này. Mình đo thử nha. Đây như vậy thằng này chỉ nó vừa luôn là 5 phân một chút. Sao mình thấy cái ống này nó cái tỷ lệ kiểu gì ấy? 5 phân. Ống này nếu mà mình đo thực tế là 5 phân chứ không phải là ấy. Tại vì máy đo đường kính thì cái này nó vừa khít luôn. Đúng một cái đoạn này là 5 phân đây này. Rồi, bây giờ mình sẽ đo kích thước nha. Như vậy là 3 thằng đầu tiên thì kích thước đều chưa đạt 1 mét. Một cái sự thất vọng khá là lớn đối với linh kiện điện tử 3M, đối với cái sản phẩm ống sợi thủy tinh. Quên mất mình còn chưa kiểm tra xem nó có bị hở không chứ. Rồi, chúng ta hãy đo. Như vậy thì là ở cái ống thứ tư này thì cái chiều dài tối đa của nó vẫn là 98 cm, chưa được 1 mét. Thế ra mình sẽ kéo ra cho anh em xem, không lại bảo là ông này đo thụt của người ta đi 2 phân xong rồi nói này nói nọ này. Mình sẽ giữ nguyên cho các bạn cái vạch 98 cm này. Đây 98 nhá. Kéo nguyên không co bóp gì đây này. Đấy. Thì luôn là mình tay mình giữ này mình sẽ không thể nào mình đẩy được, đúng không? 98 luôn. 98. Bài đo kiểm hết sức là công bằng luôn. Rồi như vậy ở ống thứ tư thì chúng ta lại được một cái kích thước là 98 cm. Như vậy là có 2 ống 97, 2 ống 98. Thật sự thì điều này khiến mình không hài lòng lắm. Và rất là nhiều người không hài lòng. Dù chỉ nó chỉ 1-2 phân thôi, nhưng mà có điều đáng nói ở đây. Rồi chúng ta hãy đo cái ống cuối cùng này xem như nào. Cái này thì ống rất là bé rồi. Cái này nó chỉ là ống 2 phân hay sao này. Kích thước nó chỉ đến đây thôi. Nó khá là bé. Rồi. Đây này. Chỉ tầm này thôi. Ok, giờ mình sẽ đo cái dây cuối cùng nha. Để 1 mét này. Rồi, và đo. Hy vọng ở cái sự cuối cùng này chúng ta có được sự công bằng một chút. Như vậy vẫn là 97 cm. Có thể rằng trong cái trường hợp này mình nghĩ rằng họ để ba cái sợi này cùng một chiều như này
và có thể do cái nền gạch của nhà xóm nó bị vênh, tại vì 1 mét người ta sẽ đo bằng 5 ô gạch 20 như này sẽ là 1 mét, thì có thể ô gạch nó cong dẫn đến là xóm họ cắt cong chẳng hạn. Nhưng mà mình đo bằng thước dây thì chắc chắn là không thể sai số được rồi. Như vậy có thể họ đặt như này, họ cắt một phát luôn. Nhưng mà có một điều rằng 5 cái sợi này thì nó lại không, thực ra mình đo kiểm nghiệm thực tế thì không phải tất cả đều là 97 hết, mà nó có 3 sợi là 97 và 2 sợi là 98. Nó thụt thì nếu mà nói về 3 phân 2 phân thì mình sẽ nhắc lại, nó không có đáng là bao nhiêu. Tuy nhiên thì rất nhiều người họ phàn nàn về cái điều này. Thực ra nếu mà cắt cho khách thừa hơn một chút thì người ta cũng vui vẻ, mà shop cũng vui vẻ, tại vì 1-2 phân nó chẳng đáng gì. Nhưng mà nếu mà cắt thừa chỉ cả 1 phân trong kể cả 5 cái ống này mà có mỗi ống bị thỏm 1 phân thì nó cũng là một cái điều đáng nói, và rất nhiều người họ sẽ thay đổi. Ví dụ những khách hàng khó tính như mình thì kể cả cắt thừa thụt nữa đến đây 1-2 đốt thì cũng không sao, mua rồi thôi đã đổi làm gì, tại vì nó quá là rẻ rồi. Rồi, trên đây là cái phần review về cái ống sợi thủy tinh trên sen đỏ từ shop xem nào, Linh Kiện 3M. Thì cũng có thể là do khách quan, do một số yếu tố ngoại cảnh tác động dẫn đến là shop họ thủ mất 1-2 phân, thì điều đó thì mình cũng thông cảm được. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Nếu thấy clip hay và bổ ích thì các bạn nhớ like, subscribe của kênh và chờ đón các video tiếp theo. Ok, xin chào và gặp lại trong các video sắp tới.